là tuyến đường chính đi vô thành phố Đà Lạt, dạ. Vô chợ Đà Lạt là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ. Đó. Ờ, thưa cô bác anh chị, thì bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Ở đây đang là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì mình sẽ cập nhật cái tình hình trung tâm thành phố Đà Lạt để gửi tới quý cô bác anh chị, cho cô bác anh chị mình coi cái tình hình. Đây đang là chợ đêm Đà Lạt này thưa cô bác. Chợ đêm thì hôm nay cũng rất vắng, hình như là không có mở cửa luôn, các cái quán ốc quán gì đó là đóng cửa nghỉ hết. Lang Phem đặc sản Đà Lạt gì đây ta? Đây là cửa hàng bán thực phẩm đặc sản Đà Lạt. Bán đặc sản Đà Lạt thì không mở cửa. Vẫn mở cửa nhưng mà như không có phục vụ tại chỗ đâu, chỉ bán cho khách mang về. Khách tới ăn uống thì phải giữ gìn khoảng cách nha các bạn. Đây là chợ Đà Lạt. Ồ, cũng không thấy ai ra. Đó, hàng quán bán đi lắm. Hàng quán này các bạn này, gần như là không có khách mua. Chỗ đây là bình thường đông như hội luôn á. Vậy anh? Chỗ này là ngay cái bờ tam cấp chợ Đà Lạt này. Quay đây là ai đi Đà Lạt cũng biết cái chỗ đây. Dạ. Đây là cái khu khu vực trung tâm. Trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây đang là chợ Đà Lạt đây các bạn. Vắng quá trời. Đây cái bậc, đây là bậc đi lên. Đi lên nó ngay chỗ chợ Đà Lạt đó. Mọi khi là ở đây là bán bánh tráng nướng rồi này. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, mình coi các cái clip trước là thấy họ bán bánh tráng nướng gì đây này, mà chỗ này không thấy giờ. Vắng khủng khiếp luôn. Các cái dãy kiosk phía trước này các bạn nhìn này cũng không thấy ở ai. Đây là quy định đi một mình cũng phải đeo khẩu trang nữa. Vậy ạ? Mới nãy hỏi dân á, nói ủa sao chị đi có mình mà chị cũng đeo, bà này kia bà nói giờ không đeo là bị phạt á. Dạ. Nên là đứng đi đâu cũng phải có khẩu trang trong người hết. Dạ. Mình cũng sợ quá, mình lấy khẩu trang mình đeo vô luôn. Dạ. Đây đang là thành phố Đà Lạt đây các bạn. Đấy, vắng vẻ một cái thành phố du lịch như là nó đang ngủ quên đó các bạn. Không biết là sẽ ngủ đến bao giờ. Thành phố Đà Lạt xin kính chào quý khách. Thành phố Đà Lạt xin kính chào quý khách. Công viên cũng không có ai luôn các bạn. Nên cái chỗ này là cái gì đây, mấy con rồng, con mấy con hạc á. Mấy con hạc. Hạc cái chỗ vòng xoay nè, vòng xoay chỗ trung tâm đó. Bên kia là bưu điện Đà Lạt nè các bạn. Rất vắng nha. Ở đây thì có gà lá em, trước đây chắc cũng không bán. Đây là cái cầu gì đây ta? Cái đi. Cầu cái chỗ đập tràn ngay cập, chỗ Hồ Xuân Hương. Đập tràn ở Hồ Xuân Hương ạ. Đi một vòng Hồ Xuân Hương. Vâng, đây chúng ta sẽ đi một vòng quanh Hồ Xuân Hương. Thành phố Đà Lạt thì có cái đặc biệt là không có đèn xanh, đèn đỏ. Gần như là không có xích lô, bởi vì xích lô leo dốc hơi khó. Và phòng ốc thì không có máy lạnh. Người ta nói là đây là thành phố 30, không đèn đỏ, không xích lô, không máy lạnh. Cái không này chỉ mang tính chất tương đối nha các bạn. Cũng có những bởi vì cũng có nghe có nhiều cô chú nói là vẫn còn có xích lô, nhưng mà ngày xưa thôi. Khách đi là cũng phải đeo khẩu trang bịt trên. Dạ vâng. Quy định ở thành phố Đà Lạt là một người cũng phải mang khẩu trang. Hàng quán thì đóng cửa hết các bạn. Thành phố như là đang ngủ yên. Rồi buổi sáng mà tập thể dục mà chạy vòng quanh đây cũng khỏe phết đấy anh nhỉ? Một vòng một thôi, là đi Hồ Xuân Hương, một vòng một là đủ mệt rồi. Một vòng này không biết mấy cây số ta. Đây này xe ngựa hay xì xe gì đây ta? Du lịch á. Xe ngựa mà không biết ngựa giờ đâu hết rồi ta. Giờ đi ngủ hết rồi. Ngựa đi ngủ hết rồi nha các bạn.
đâu có làm cái gì đâu mà xài ngựa nữa đâu. Rồi thuyền nữa kìa. Sẵn đây người ta làm lại sửa chữa mấy cái vỉa hè lại nè. Đây các bạn nhìn phía đằng trước này này, gần như là không có một bóng người, mà bây giờ mới chừng có chưa tới 8 giờ. 19 giờ 40 mấy phút mà các bạn nhìn im lìm hết. Đây như chúng ta lạc vào một cái vương quốc nào đó. Không ai nghĩ rằng đây là Đà Lạt mộng mơ. Đây các bạn nhìn con đường phía trước mặt này. Mình sẽ cố rộng thênh thang ta cứ bước à. Anh ra về trước anh có hay đi lên Đà Lạt này không? Anh mới rồi, vừa Tết vừa rồi được 2 chuyến. Dạ, vậy thì các cái chuyến gần đây nhất thì cái lượng khách như thế nào thưa anh? Cái hôm mà bữa mà Tết đó là cũng có nghe rục rịch, sau Tết đó cũng có rục rịch là Covid á. Vâng. Nhưng mà cũng là khách cũng khá là đông, hôm nay anh đi anh thấy bất ngờ lắm á. Dạ. Quá vắng luôn, mà cái vấn đề khó nhất ở Đà Lạt hiện tại giờ đó là tìm phòng lưu trú cho khách á. Dạ. Nên quý anh chị cô bác nào mà có đi Đà Lạt á, thì xin lưu ý liên hệ với khách với lễ tân á, đặt phòng trước. Nếu mà đặt phòng được thì các anh chị hãy đi du lịch Đà Lạt trong thời điểm này. Bởi vì hàng quán rồi khách sạn rồi kể cả những cái phòng homestay nhà trọ rồi cũng không có nhận khách. Quý anh chị cô bác lưu ý giùm cái đó giùm mình một xíu. Cảm ơn anh Giáp vì những cái cảnh báo đó. Thưa các bạn thì trong cái chuyến đi này Tuấn Dương cùng với anh Giáp đi Đà Lạt á, thì phải nói là muôn vàn khó khăn nha các bạn. Thứ nhất là ăn uống thì đau khổ như con hổ. Tại sao lại thế? Vì hàng quán thì bán cà phê người ta còn không, nhiều quán còn không thèm bán mang về nữa vì họ bán nó quá ế ẩm, nên là đỏ mắt mới tìm được một cái hàng quán để mà uống nước. Còn ăn thì các bạn biết sao không? Quán cơm cũng chỉ bán mang về, mà không lẽ mua để ngồi ở chỗ nào ăn bây giờ, họ không bán phục vụ tại chỗ. Nên là cứ đi xả quần tìm mà không ra món mà ăn. Hồi sáng đi thì có mua được mấy cái bánh bao là lên xe ăn rồi uống nước. Nên bây giờ đói lắm, đói như con chó sói luôn. Vừa đói như con chó sói mà lại đau khổ như con hổ. Thì mình cập nhật tình hình như thế này để cô bác anh chị biết là ở những các cái thành phố ở Việt Nam, nếu như mà lần này mà chúng ta về mà đi du lịch hay là đi bất cứ nơi nào thì chơi bời thì đều gặp muôn vàn khó khăn. Thì trong cái chuyến đi lần này là Tuấn Dương có đi thiện nguyện, thì đi để mà chia sẻ khó khăn với những các cái hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cái miếng ăn trong cái lúc này, nên là mình mới đi. Thì tranh thủ đi thì có ghé ngang qua thành phố Đà Lạt, nơi đây đang là Hồ Xuân Hương này. Đây là khu vực này là cái quán cà phê Bích Câu á. Cà phê Bích Câu á. Cà phê Bích Câu là họ sinh vật cảnh ở thành phố Đà Lạt á. Dạ. Rồi phía trước mình là cái vườn hoa Đà Lạt, là cái chỗ đây là thường ngày là tấp nập xe cộ rồi này kia, khách tham quan đến đây là phải, đây là cái điểm dừng chân của khách á. Dạ. Cà phê Bích Câu thì ngày trước là cứ nhiều khi đi khách mà đi trễ là không có chỗ ngồi. Dạ. Còn giờ là vắng như chùa Bà Đanh. Dạ. Vậy tê liệt luôn á. Đây. Vườn hoa thành phố Đà Lạt phía bên tay trái của chúng ta. Và bây giờ đều thực hiện, ở Việt Nam là họ yêu cầu là thực hiện gọi là cách ly xã hội. Cách ly xã hội có nghĩa là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Dạ. Ví dụ như là xe 4 chỗ thì giờ chỉ chở 2 người thôi. Xe 5 chỗ cũng chỉ chở 2 người thôi chứ không chở nhiều hơn. 7 chỗ thì chở khoảng 3 đến 4 người. Rồi xe khách thì cấm, xe trên 9 chỗ cấm. Nói chung là muôn vàn khó khăn. Và bây giờ nếu mà cái khoảng cách xã hội an toàn người ta nói là cách khoảng 2 mét. Rồi thông tin cảnh báo đến điện thoại của từng người dân là không có việc thì hãy ở nhà. Rồi không có việc thì không đi ra khỏi nhà.
để thực hiện những các cái không có việc thì ở nhà, mà không có thịt gà thì ăn thịt vịt. Anh Giáp đang bảo là không có việc thì hãy ở nhà, không có thịt gà thì hãy ăn thịt vịt nhé. Đây, những người bán hàng rong ở đây cũng không có luôn đúng không? Chắc là nhà dẹp hết trơn. Trên này họ dẹp yêu đi cầu. Đi nửa bờ hồ đó, mình đi nửa bờ hồ mình chưa thấy một cái quán nào mở đúng không? Về. Bây giờ mình đi nửa bờ hồ bên đây này. Đấy, nửa bờ hồ không có cái món gì mà ăn nha các bạn. Chợ đêm không họp luôn, vắng loe hoe. Rồi. Đó. Chỉ có một số ít, một vài người đang đi bộ. Quá vắng luôn. Nhìn phía sau kính cũng không thấy gì. Vậy là cái bữa ăn ngày hôm nay chắc chắn là đói rồi các bạn ơi. Tối nay không thể tìm được cái món gì mà cho vào bụng, chắc là sẽ đói cồn cào. Đây, chỗ này thì cũng có một vài người đang đi bộ này. Mà thời tiết ở Đà Lạt rất là mát mẻ. Anh nhiệt độ trong xe là bao nhiêu anh nhỉ? Bây giờ nhiệt độ ngoài trời, là 19 độ. À, 19 độ. Quá tuyệt vời luôn. Này. Một số ít các cái gia đình đi bộ. Đi bộ hai người cũng đeo khẩu trang. Alo. Quá vắng luôn. Con nghe cô ơi. Bên này không thấy ai cả. Dạ con đang đi vòng vòng đi tìm thức ăn nè cô ơi, giờ con không có gì để ăn luôn á. Con với lại bác ở nhà và mấy anh em con có 4 người mà giờ đi vòng vòng thành phố Đà Lạt để tìm thức ăn mà giờ không có gì để ăn hết á. Thiệt á, con đi vòng hết cái hậu Xuân Hương rồi hết chợ Đà Lạt, bây giờ con đi qua khu Phan Đình Phùng 3 tháng 2 rồi có gì ăn không? Giờ không hàng quán gì bán hết trơn á. Cô tưởng là giám đốc là cô đủ, cô phải là chưa đủ sức nhạc chơi chứ hả? Cô bán ăn gì bán? Chút xíu nữa đi, con xong việc rồi có gì con điện lại cô. Con đi vòng coi có cái gì để ăn không? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nhé, con chào cô. Dạ. Đây, các đồng chí cảnh sát giao thông đi tuần. Giờ thì người ta sẽ nhắc nhở những cái người không mang khẩu trang ở những cái nơi công cộng. Nói chung những ngày này thì các đồng chí cảnh sát giao thông cũng không mấy bận rộn. Rồi, như vậy các bạn thấy ở đây hàng quán không có thứ gì để mà ăn. Đóng cửa cho bằng sạch. Bây giờ mới thấy cái câu hiệu nghiệm có tiền chưa chắc chỉ có gì để ăn nữa ha. Có tiền chưa chắc chưa có cái gì để có cái để mà ăn. Và cái dịch này các bạn là gọi là người giàu cũng khóc mà khóc tiếng mán luôn. Em định nói rằng là gắt thiệt á. Đúng rồi. Gần như là bây giờ không có khách du lịch mà cấm xe thì cấm xe trên 9 chỗ trên làm sao mà có. Các bạn không thấy, gần như không thấy cái chiếc xe trên 9 chỗ nào các bạn ấy. Taxi luôn hoạt động. Này là cấp mát à Tuấn Dương. Thung lũng tình yêu này. Bên này cấp mát này. Dạ. Cấp mát của Đà Lạt. Cấp mát Đà Lạt. Quảng trường cấp mát. Mà hình như nó làm giống cái quả cầu gì đâu cái ở. Này là quả hình của cái bông Hướng Dương, còn Hướng Dương là cái búp hoa Atiso. Hoa Atiso Đà Lạt đây đúng không? Đó là biểu tượng của Đà Lạt đó. Dạ. Ở đây hoa Hướng Dương, còn bên kia là bông Atiso. Đây thỉnh thoảng có một vài. Bình thường là ở đây là tối nó đông nghẹt người luôn. Dạ. Bữa nay là vắng. Không thấy ai cả. Có mấy người.
Nếu mà các bạn muốn đi du lịch mà ngắm cảnh thì lúc này không lúc nào phù hợp hơn lúc này. Nhưng mà lưu ý là khi đi nhớ mang theo lương thực, nước uống, chăn màn và lều để tự ngủ. Đây, loè hoè một vài chiếc xe. Thấy nhiều người họ ngồi trong ghế đá công viên, họ cũng mang theo cái khẩu trang. Rồi, vậy có tiệm phở xào nãy là mở cửa đó. À, duy nhất có một tiệm phở xào á. Mà tiệm nó nằm khúc ở trong. À, sau khi đi thám thính thì có một tiệm phở, có một tiệm phở, cả thành phố có một tiệm phở xào. Vậy là hết một vòng chưa anh? Hết vòng đó, trước mặt mình nãy cho Túc Dương đang quay bên đó đó. À dạ. Là trước mặt mình là kết thúc cái vòng của bà Hò. Dạ. Rồi thôi, mình cập nhật tình hình như vậy để cô bác anh chị mình biết về thành phố Đà Lạt nhé. Cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc quý cô bác anh chị mình nhiều sức khỏe. Và quý vị hãy coi kỹ, coi đi coi lại cái video này của Tuấn Dương nhé. Để cập nhật cái tình hình, không phải ở Sài Gòn mà cách Sài Gòn khoảng bao nhiêu cây thì anh Giáp nhỉ? 300 không anh? Từ Sài Gòn ra đây là khoảng 335 cây. 335 cây. Mình đi cái có sáng thì mình đi vòng vòng như kia khoảng 300 cây. Có khoảng 300 cây. Sài Gòn cách Đà Lạt khoảng 300 cây. Anh ơi, nếu mà từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mình đi thì khoảng mấy tiếng anh? Đi Sài Gòn đi Đà Lạt là nếu mà giao thông mà thuận lợi thì đi khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng. Dạ. Đó. Tại vì mình có qua mấy cái đèo á, mình dạ. phải cẩn thận thì mình kéo có 7 tiếng thì chắc chắn hơn. Dạ. Đây, chỗ này là trung tâm đó. Đây, trung tâm thành phố Đà Lạt. Rồi, không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để cập nhật tình hình. À, quý vị có thể comment cái tình hình nơi thành phố quý vị đang sống ở dưới cái video clip này. Tuấn Dương xin khép lại cái video này tại đây nhé. Bye bye các bác anh chị.